Người này vừa đưa chân ra là một con lợn chạy đến nằm xuống, cam tâm tình nguyện dùng bụng làm đệm chân cho cô ta. Người phụ nữ bá đạo này tên là Nữ Hoàng Đỏ. Đừng nhìn bộ dạng cô ta xấu xí, cô ta lại có một cô em gái xinh đẹp dịu dàng. Mọi người đều gọi cô là Nữ Hoàng Trắng. Thực ra hồi nhỏ hai chị em xinh đẹp không ai kém ai. Cho đến hôm đó Nữ Hoàng Trắng lén ăn điểm tâm không cẩn thận làm rơi vụn bánh trong phòng của Nữ Hoàng Đỏ. Sau khi người mẹ phát hiện, Nữ Hoàng Trắng lại không thừa nhận. Cứ như vậy, Nữ Hoàng Đỏ trở thành người ăn vụng. Cô bé đau lòng chạy ra khỏi nhà, không ngờ lại trượt chân ngã đập đầu vào đá. Từ đó cô có một cái đầu siêu to. Lúc thừa kế hoàng vị, đến cả vương miện cũng bị vỡ do đầu cô ta quá to. Đối diện với sự cười nhạo của mọi người bên dưới, Nữ Hoàng Đỏ tức giận nói ai còn cười sẽ chặt đầu. Nhưng hành động này của cô ta đã khiến quốc vương thất vọng. Ông ta cho rằng tính cách của Nữ Hoàng Đỏ quá nóng nảy, không thích hợp kế thừa ngôi vị. Thế là ông ta lập tức chuyển ngôi vị cho Nữ Hoàng Trắng. Điều này đã khiến Nữ Hoàng Đỏ vô cùng bất mãn. Thế là cô ta rời khỏi đây, tự thành lập một vương quốc thuộc về mình. Còn thu phục một con rồng tà ác và thề sẽ cướp lại hoàng vị thuộc về mình. Và dựa theo lời tiên đoán của nhà tiên tri, muốn đánh bại con rồng của Nữ Hoàng Trắng, buộc phải tìm được một cô gái tên Alice. Và lúc này Alice đang được một người đàn ông cầu hôn. Bởi vì bố của cô đã qua đời, mẹ của Alice muốn dùng cách liên hôn để củng cố địa vị gia tộc của nhà. Nhưng Alice không hề có hứng thú với người đàn ông này. Vào lúc không biết làm sao, cô nhìn thấy thỏ trắng mà Nữ Hoàng Trắng phái đến. Alice nhân cơ hội đó bỏ chạy khỏi đây, sau đó đuổi theo thỏ trắng đến một hang động. Trong lúc bất cẩn, Alice đã bị rơi vào trong động. Đáy hang là một căn phòng kín, chỉ có một chiếc cửa vô cùng nhỏ. Alice thử chui vào trong, nhưng do cánh cửa này quá nhỏ, Alice không sao chui vào được. Vào lúc này, cô phát hiện trên bàn có đặt một bình nước. Theo chỉ thị của tờ giấy dán trên bình nước, cô cầm nó lên và uống. Một giây sau cô biến thành một người tí hon. Sau khi mở cánh cửa căn phòng, Alice đến một thế giới có tên Wonderland. Ở đây cô gặp được một cặp song sinh chỉ biết cãi nhau, còn có nhiều loại động vật kỳ lạ. Dưới sự giải thích của họ, Alice biết được nhiệm vụ gian nan của mình. Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, một con động vật người đầy lông lá đã xông đến. Các động vật khác bỏ chạy toán loạn. Alice bị con vật kia dọa cho đơ người. May thay con sóc chuột tên Dormouse đã xuất hiện và lấy mất nhãn cầu của con thú đi. Alice cũng nhân cơ hội đó co chân bỏ chạy. Ở bên này, Nữ Hoàng Đỏ cũng biết được chuyện Alice sẽ giết con rồng của mình. Thế là cô ta bắt người thân của con chó Bayard, dùng người thân của nó ép nó phải đi tìm tung tích của Alice. Còn lúc này, Alice dưới sự dẫn dắt của một con mèo Cheshire, cô tìm đến chỗ của Matt Hatter và con thỏ Matt Che. Matt Hatter vừa nhìn thấy cô thì giống như gặp lại bạn cũ nhiều năm trước. Điều này khiến Alice cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Còn chưa kịp nói nhiều, Bayard đã dẫn theo đội quân của Nữ Hoàng Đỏ đến. Để bảo vệ Alice, Matt Hatter đã cho cô uống thuốc biến thành người tí hon. Sau đó giấu cô vào trong một ấm trà. May thay Bayard và Matt Hatter cùng một phe. Sau khi có được lệnh của Matt Hatter, Bayard dẫn theo người của Nữ Hoàng Đỏ đi về hướng ngược lại. Sau đó Matt Hatter nói với Alice, bảo cô đến cung điện tìm Nữ Hoàng Trắng. Nói xong liền ném chiếc mũ sang bên kia bờ sông. Alice chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Matt Hatter bị quân của Nữ Hoàng Đỏ bắt đi. Nhưng hôm sau Alice lại không đến cung điện của Nữ Hoàng Trắng. Dưới sự giúp đỡ của Bayard, cô đến lâu đài của Nữ Hoàng Đỏ. Bởi vì cô muốn đến cứu Matt Hatter. Đi xuyên qua dòng sông vây quanh thành, Alice chui vào trong lâu đài qua kẽ hở. Vừa vào bên trong đã bắt gặp Nữ Hoàng Đỏ. Bà ta móc ra một con hồng hạc, sau đó xem nó như một cái gậy đánh gôn. Con nhím cũng bị trói lại làm bóng. Một giây sau, Alice vội vàng chạy đến cứu con sóc ra. Nhưng lúc này thỏ trắng đến nhặt bóng đã nhìn thấy Alice. Sau khi biết cô đến cứu Matt Hatter, thỏ trắng móc bánh kem biến hình cho Alice ăn. Sau khi Alice ăn xong thì biến thành một người khổng lồ. Sau khi biến thành khổng lồ, Alice nói với Nữ Hoàng Đỏ rằng bản thân vì đầu quá to nên đã bị đuổi ra khỏi bộ lạc. Hy vọng Nữ Hoàng Đỏ có thể cưu mang cô. Nữ Hoàng Đỏ nghe xong cảnh ngộ của cô thấy đồng cảm nên đã cho cô vào cung điện. Sau đó từ chỗ thỏ trắng, Alice biết được thanh kiếm có thể giết được con rồng đang ở trong cung điện. Chỉ có điều nơi cất giữ thanh kiếm có con thú lông dài canh gác. Để có được sự tin tưởng của con quái vật, Alice tìm đến con sóc chuột và lấy mắt trả lại nó. Quả nhiên con quái vật sau khi có được mắt thì không làm khó Alice. Sau khi Alice lấy được thanh kiếm vừa định rời đi thì bị đội quân của Nữ Hoàng Đỏ phát hiện. May thay con quái vật lông lá kịp thời xuất hiện đưa Alice đến lâu đài của Nữ Hoàng Trắng. Sau khi trao lại thanh kiếm, Nữ Hoàng Đỏ cho Alice uống một ngụm thuốc. Sau khi uống thuốc xong, Alice trở về dáng hình bình thường. Ở bên này con mèo Cheshire và Matt Hatter đã hợp tác gây ra một vụ hỗn loạn. Matt Hatter nhân cơ hội đó cứu được cả nhà của con chó Bayard rồi dẫn họ đến lâu đài của Nữ Hoàng Trắng. Sau khi Nữ Hoàng Đỏ biết chuyện nổi giận đùng đùng, dẫn quân đội của mình đến tấn công lâu đài của Nữ Hoàng Trắng. Nữ Hoàng Trắng cũng dẫn theo Alice và đội quân ra nghênh chiến. Lúc đầu Nữ Hoàng Trắng còn muốn giải quyết trong hòa bình, nhưng Nữ Hoàng Đỏ lại không hề có ý muốn hòa giải. Cô ta gọi con rồng ác của mình ra. Alice thấy vậy thì cầm theo thanh kiếm bước ra. Dù cho con rồng có gầm gừ hung ác, Alice trong tay cầm thanh kiếm thần cũng không hề sợ hãi. Sau một trận đấu kịch liệt, quả nhiên Alice đã chiến thắng con rồng đúng như lời tiên đoán. Đội quân của Nữ Hoàng Đỏ thấy vậy cũng đua nhau đầu hàng. Nữ Hoàng Trắng hạ lệnh nhốt Nữ Hoàng Đỏ vào ngục cả đời. Alice hoàn thành nhiệm vụ cũng từ biệt mọi người và trở về thế giới của mình. Sau khi Alice ra ngoài dũng cảm từ chối lời cầu hôn của người kia,
đồng thời dự định tiếp tục duy trì con đường kinh doanh của cha mình, bắt đầu con đường thương mại xuyên đại dương đến Trung Quốc, quyết tâm trở thành trụ cột của gia đình. Bộ phim hôm nay đến đây là hết, hãy follow page để xem thêm nhiều phim hay nhé.